Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em đo thử cái nhiệt độ của nước khi mà cái máy rửa bát này nó rửa thì nó bao nhiêu độ C. Đây các bác này, em đang cho vào trong, nó đang lên trên 70 độ rồi. Đây này. Đấy. Tức là máy báo rửa với nước nóng 80 độ C nhé. Có chế độ rửa nước nóng 80 độ C. Đấy. Thì khi nó đun lên rồi, nó quá trình nó rửa các bác này. Quá trình rửa thì đương nhiên nước cũng sẽ nguội được một chút, 72, sắp xỉ 72 độ, 72 độ C đấy, đang lên này. Tức là nó sẽ trong quá trình rửa thì nó sẽ có lúc may so ngừng làm việc thì nó sẽ nguội đi một tí, sau đó khi nhiệt độ nguội đi thì may so lại đóng để đun nước lại tiếp tục. Đấy, thì nhiệt độ máy báo là rửa với 80 độ C các bác nhé. Mà so mở ra nhìn này, bỏng tay luôn, thấy chưa? Nước bỏng luôn các bác nhé. Đấy. Chứ không phải là với nước bình thường đâu, ở cái nước cuối cùng nó nóng đúng 80 độ C tiêu chuẩn luôn. Cực. Các bác bảo với cái nước nóng như này thì làm gì còn mỡ nào mà có thể bám được nữa, đúng không ạ? Không còn mỡ nào mà có thể bám được, và bơm áp lực cao chạy liên tục trong vòng 1 tiếng thì chả còn cái mỡ nào mà không sạch được cả. À, kể cả tất cả các cái bát đũa các bác nhé, mỡ nhiều cực kỳ luôn, em rửa ở nhà rồi vẫn sạch bóng bình thường. Bác không tin, các bác cứ ăn mỡ rồi các thứ, các kể cả đồ chiên xào, bát đũa dính cực nhiều mỡ luôn, nó vẫn cứ rửa sạch bình thường. Trên ưu điểm của cái máy rửa bát Nhật, nó là nước nóng rất cao, 80 độ C nước nóng. Đấy. Rửa với nước nóng 80 độ C cực là sạch sẽ, và từ các bác yên tâm hoàn toàn về chất lượng máy người Nhật, mà Nhật nội địa họ đã làm ra thì tuyệt vời luôn, không có cái gì để mà chê cả. Đây là một con máy TR3 rất đẹp luôn, em vừa lên sóng đấy ạ, em bán 5,5 triệu. Đây về nước tiêu thụ đấy các bác này. Đây. Hiện tại nha, máy đang chạy nước cuối cùng rồi nhá, nước cuối cùng sẽ xả ra một lần nữa, ở đây là xả ra 2 lần rồi. Thì các bác nhìn đây là một cái thùng sơn 20 lít này. Đấy, thùng sơn 20 lít các bác nhé. Tí nữa khi nó rửa xong em sẽ quay nốt một cái clip về nước của nó. Thực đấy các bác nhìn, nó chưa được nửa thùng. Nó xả nốt cái lần này nữa là lần 3 thì nó cũng chỉ tương đương vào khoảng 11 lít như công bố của nhà sản xuất thôi. Siêu tiết kiệm điện nước. Chứ là nhiều bác chưa dùng máy rửa bát bao giờ cứ lo lắng về là máy rửa bát dùng tốn điện, tốn nước. Riêng về máy Nhật thì các bác yên tâm về tất cả mọi thứ, kể cả như máy lọc không khí, thứ chạy chế độ eco của nó chỉ có hơn 10W một giờ thôi. Đây các bác nhìn, nó bắt đầu nó đun thêm này, 74 độ C. Đấy. Tức là quá trình đun thì vừa rửa, thỉnh thoảng sẽ nháy dưa le lại để đun máy so tiếp. Đấy. Các bác nào lấy con này các bác liên hệ nhé. Giá 5,5 triệu. Chào các bác.